Trước đây trung bình mỗi tháng công ty cổ phần gỗ MDF Thanh Thành Đạt, huyện Vũ Quang tiêu thụ từ 4 đến 4,2 triệu kWh, tương đương với gần 96 tỷ tiền điện một năm. Để giảm chi phí tiền điện, từ năm 2023, công ty đã lắp đặt 7.000 tấm pin mặt trời, công suất phát điện 4 MW peak trên mái các nhà xưởng phục vụ tiêu thụ tại chỗ. Theo thiết kế của các tấm pin năng lượng mặt trời này, sau khi chuyển đổi qua hệ thống inverter, công suất điện đạt được những ngày nắng là 3.000 kWh/giờ. Việc tiếp cận với năng lượng tái tạo đã đem lại nhiều lợi ích cho cả các bên, nhất là giảm chi phí tiền điện đối với những lĩnh vực sản xuất quy mô lớn. Hệ thống năng lượng mặt trời được đấu nối hoàn toàn tự động. Khi điện yếu, nó tự động tắt tất cả năng lượng mặt trời, cung cấp điện cho nhà máy là để phục vụ sản xuất tấm ván MDF. Sử dụng điện năng lượng mặt trời, chúng tôi đã tiết kiệm hàng tháng khoảng 350.000 kW đến 400.000 kW, tương đương với khoảng 800 triệu đồng trên tháng. Với kết quả to lớn này, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục ứng dụng năng lượng mặt trời vào sản xuất để tiết kiệm và mang lại hiệu quả cho công ty, đồng thời góp phần tiết kiệm năng lượng điện và tái tạo điện cho môi trường. Bên cạnh nhiệm vụ chính là sản xuất ra điện, dàn pin năng lượng mặt trời lắp trên mái nhà còn giúp làm mát cho công trình văn phòng, nhà xưởng, trở thành một giải pháp chống nóng hiệu quả. Đó là vì các tấm pin khi hấp thu năng lượng của ánh sáng mặt trời để tạo ra điện sẽ giữ lại nhiệt năng ở trên bề mặt tấm pin. Do đó, mái nhà được giải nhiệt, công trình bên dưới sẽ mát mẻ hơn nhiều, nhất là với mái tôn, loại mái phổ biến nhất ở các nhà xưởng sản xuất hiện nay. Điện năng lượng mặt trời cũng là một trong những ứng dụng phổ biến ở quy mô hộ gia đình và doanh nghiệp tại huyện Vũ Quang trong nhiều năm trở lại đây. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ khai thác năng lượng mặt trời hiện nay đã được sử dụng rộng rãi trong đời sống và mang lại nhiều tiện ích. Bức xạ mặt trời là một nguồn tài nguyên vô tận, nhất là ở miền núi huyện Vũ Quang hiện nay thì đã có rất nhiều các cái doanh nghiệp, các cái hộ dân đã lắp đặt cái điện mặt trời và đưa lại cái hiệu quả sử dụng rất cao, thì vừa tiết kiệm được nguồn năng lượng, vừa sử dụng hiệu quả tại các cái doanh nghiệp và các cái hộ dân. Về phía Điện lực Vũ Quang cũng đang vận động các cái doanh nghiệp, các cái nhân dân trên địa bàn là tiếp tục lắp đặt các cái điện mặt trời áp mái. Bức xạ mặt trời là một nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng. Trung bình tổng bức xạ năng lượng mặt trời ở Việt Nam vào khoảng 5 kWh mét vuông trên ngày ở các tỉnh miền Trung và miền Nam, và vào khoảng 4 kWh mét vuông một ngày ở các tỉnh miền Bắc. Hà Tĩnh là địa phương có tiềm năng về năng lượng mặt trời, do đó nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình đã khai thác năng lượng từ điện mặt trời và đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Cũng sử dụng năng lượng mặt trời để giảm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường, gia đình bà Nghiêm Thị Thanh Xuân, tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ đã lắp đặt 45 tấm pin có tổng diện tích là 90 m². Quá trình sử dụng cho thấy hệ thống điện này không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của gia đình trong mùa nắng nóng mà còn giảm tiền điện đáng kể. Từ khi lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, chúng tôi đã sử dụng tủ lạnh, điều hòa, máy giặt và kinh doanh bán đồ điện từ điện lạnh mà đang còn tiết kiệm điện 4 đến 5 triệu đồng một tháng. Hệ thống điện năng lượng mặt trời được cấu thành chính từ các tấm pin mặt trời, bộ chuyển đổi, ắc quy lưu trữ. Các tấm pin năng lượng mặt trời đóng vai trò hấp thụ ánh nắng mặt trời, chuyển hóa quang năng thành điện năng. Tấm pin chịu được mọi loại thời tiết, từ gió, mưa đến tuyết và cả mưa đá. Thông thường tấm pin được nhà sản xuất bảo hành 25 năm, nhưng bảo trì tốt tuổi thọ lên đến 40 năm. Điện mặt trời hiện có 3 loại: hệ thống điện mặt trời độc lập, hệ thống điện mặt trời hòa lưới và hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ. Tùy vào nhu cầu và khả năng kinh tế hộ gia đình có thể lựa chọn loại phù hợp. Hệ thống năng lượng mặt trời đặc biệt được chú trọng và phát triển trong những năm gần đây vì chúng tạo ra năng lượng từ nguồn nguyên liệu sạch, không hại đến môi trường, không tác động tiêu cực đến hiệu nhà kính. Do vậy, ứng dụng năng lượng sạch trong sinh hoạt và sản xuất ngày càng phát triển. Hiện nay có nhiều cách ứng dụng phổ biến. Cái thứ nhất, người ta dùng bộ thu nhiệt hay tấm pin mặt trời để siết thu lượng nhiệt này và chuyển đổi thành
điện năng. Cái thứ hai, năng lượng mặt trời này theo phương pháp phản xạ, để từ đó lượng mặt trời sẽ tích tụ một điểm và điểm này nóng lên như một lò hơi nước, và lò hơi nước này chạy tua bin và tua bin này tạo ra năng lượng điện. Hà Tĩnh là địa bàn có số ngày nắng và cường độ bức xạ cao. Chính vì vậy mà nguồn năng lượng mặt trời đang được chú trọng khai thác, đẩy mạnh ứng dụng trong đời sống, nhất là phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt, mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Tuy nhiên, việc lắp đặt điện mặt trời áp mái có chi phí đầu tư ban đầu khá cao. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp và nhà đầu tư cần có sự chuẩn bị về phương án tài chính để có giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.